Hiếu xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Hiếu Wifi. Ngày hôm nay Hiếu xin có một cái vấn đề xin giải đáp thắc mắc của rất là nhiều bạn trẻ comment vào những cái video á, là có đổi được cái modem nhà mạng này thay thế cho một cái router ở bên ngoài không? Tại vì các bạn không muốn sử dụng modem nhà mạng. Rồi các bạn hỏi mình á, giờ mua modem bên ngoài thay hẳn luôn cái con này được không? Bỏ cái modem nhà mạng. Như thế này các bạn, đây là một cái con ONT, mình gọi modem nhưng con ONT. Nó sẽ có đầu chuyển đổi, đầu tín hiệu quang như thế này để cắm vào nữa các bạn. Cắm vào đây. Cái đầu này XC, ABC. Cắm vào các bạn ha. Cắm vào đây, để đây là cái đường tín hiệu. Cái cọng dây này là mang tính chất nó là tín hiệu để cấp vào. Thì các bạn hiểu như vậy. Cấp vào để con này nó có tín hiệu rồi quay cao trên con này thì mới sử dụng mạng được. Còn khi mà các bạn muốn thay đổi cái con này, bỏ hẳn cái con này luôn, thì cái dây như thế này các bạn không thể nào cắm vào. Đây mình ví dụ nha, mình ví dụ có một cái con router bên ngoài họ bán như thế này thôi các bạn, không có cái đầu XC đâu, không có cái đầu tín hiệu quang này đâu đó. Tức là mua ở ngoài á, mạng ngoài thì chỉ có đầu RJ45 thôi, cắm như thế này thì cái đầu dây này các bạn không thể nào cắm ở đâu được vào cái con router bên ngoài các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn sử dụng router bên ngoài này thì mình cũng có chia sẻ nhiều video rồi. Không những mạng VinBT mà mạng Viettel, mạng FPT hoặc là mạng khác thì vẫn sử dụng cái, hầu hết là đang sử dụng công nghệ Gbone hết rồi. Nên sử dụng cái đầu này, các bạn không thể nào cắm vào những cái router này. Các bạn muốn sử dụng này thì mình có chia sẻ nhiều video. Xin nhắc lại một lần nữa là mình có chia sẻ nhiều video. Một là các bạn dùng một cọng dây mạng. Dây mạng. Mình, các bạn chờ xíu nhé. Đây là cọng dây cắm mạng các bạn. Một là các bạn sẽ cắm từ cái con này, đây cái con này, cổng LAN này vào cái cổng WAN này, tùy theo các bạn cấu hình, một là sử dụng LAN hay là cắm WAN, nên là các bạn cách tốt nhất là cắm WAN vào ha. Đó thì khi thế này thì các bạn sẽ sử dụng con này để phát wifi sử dụng, nhưng mà các bạn con này nó vẫn làm nhiệm vụ là quay cấp DHCP các bạn, cấp DHCP đại khái là nó sẽ quay account, quay BBOE sử dụng trên cái con này. Đó, sử dụng trên con này và con này phát wifi để các bạn sử dụng làm wifi. Cái thứ hai nữa, các bạn muốn sử dụng con này làm chính á thì con này các bạn cũng vẫn cắm như thế này thôi, nhưng mà con này nó sẽ là một cái cầu nối. Các bạn sẽ cấu hình nó là modrid. Nếu mà nâng cao xíu thì các bạn hiểu nó là cấu hình grid, tức là nó sẽ là một cái cổng để nhận tín hiệu quang này thôi. Và hạt cao á, các bạn sẽ chạy trên con này để cấp hạt cao các bạn nhé. Cấp hạt cao và sử dụng nó, con này nó sẽ cấp phát DHCP và cái con nhà mạng chính nó chỉ làm bộ chuyển đổi thôi, nó không còn tác dụng sử dụng wifi nữa. Đó thì chỉ có cách như vậy thôi, chứ còn các bạn muốn thay đổi hoàn toàn, bỏ hoàn toàn cái con này ra, các bạn sử dụng cái router bên ngoài thì chắc chắn là không được rồi. Video ngày hôm nay chia sẻ cho mọi người một chút xíu đó, tại vì có rất là nhiều bạn trẻ, nhiều bạn nhỏ vào hỏi mình muốn bỏ cái modem này được không. Nó là bộ chuyển đổi rồi, không có đổi được các bạn nhé. Tại vì cái đầu quang này các bạn cắm vào đâu, không thể nào cắm vào được cái những cái con router các bạn mua bên ngoài. Rồi, xin kết thúc video đây. Nếu mà có gì bạn thắc mắc nào thì thắc mắc cái vấn đề nào các bạn cứ comment lên, thì cái nào mình biết mình sẽ chia sẻ. Thời gian tới sẽ cố gắng ra nhiều clip hơn, tại vì thời gian vừa rồi nói thì biện minh cho mình nhưng mà có nhiều vấn đề khúc mắc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.